Hello, xin chào tất cả anh em. Này em test tiếp con Morisaki hàng công nha anh em. Morisaki 860. 860 cho là được chống tầm 900 lần nha anh em. Model MS 850. Con này còn bơm nước nha anh em. Hàng công. Bằng vàng đẹp nha anh em. Vàng lít mèo đẹp nha, kem nhôm nha em. Con này trà đăng không xuất nhôm, Morisaki 860, dài 2m1, chống tâm 860, lỗ 53, qua băng 4.4, qua dao 250, âm cặp 350, 4 châm lật, đèn zin 3 pha 200V. Đây còn mấy con sổ luôn nha nam. Nam Sun chống tâm 1m không sắp nhông này, 1m máy móc êm ái luôn nha. Con này sổ luôn 40 nha, đăng bàn còn đẹp nha, để buổi giờ bụi gầm nó hay chưa. Con này Tuda Hồng Quốc chống 5m1 nè, chống 5m1 lỗ 58, con này sổ luôn 40 triệu nha. Mini có hồng. Mini có hầu nè, 23 triệu nha em. Đây, test cái giáp con này á. Kéo ra mới gạt nha em. Thắng cơ, thắng điện, ok hết nha. Máy móc êm ái. Đang chờ đăng nha em. Đảo chiều đăng nè, đăng trái phải đây nha. Trên là kéo ra là gạt xuống nha em. Nhẹ nhàng nha, tay quay nhẹ nhàng nha. Nói thằng này như chuyện có thể in với hệ mét nè. Trái phải Cái này in nhé hả? Em nha, con này là dịch rồi. Hai nước ngoài ba nước không? Trong hai ngoài ba. Ba thôi. Ba mới lên 12 số rồi. Ba. Ngoài ba. Trong hai ngoài ba. 12 số, hoàn nhanh. Con này máy móc em gái như này.
Rồi, trang tóc đều em nha. Mới ngọt ngào. Đang chuẩn bị lên video test con này luôn nha em. Anh em theo dõi nha. Con này TSW55A. Đài Loan nha, con này có Đài Loan nha. Nó giống như Naná như Casino 550 vậy. Mình kết thúc video nha. Anh em nào làm thì liên hệ. Chào tạm biệt anh em.